À, chúng ta cũng xem một ngôi nhà tại mua lại miếng đất nhỏ Hòa Lợi ở thị xã Bến Cát. Ngôi nhà này cách đường DT741 chỉ khoảng 200m, và đường vào thì nó là một đường hẻm nhưng mà xe hơi đi được. Và đây là ngôi nhà. Nhà này thì trước ngang nó rộng bao nhiêu ạ? 5 và dài 12. Ngang là 5 và dài 12. Bây giờ ta sẽ vào trong nhà để xem. Mang vô luôn đi. Đây là phòng khách phía trước. Và một phòng ngủ. Và cùng với phòng ăn, phòng bếp và toilet phía sau. Một ngôi nhà tương đối nhỏ, nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi chứ không có quá rộng rãi. Đây là bếp, chỗ này thì để được một cái bàn ăn. Nó thích hợp cho vợ chồng mới ra riêng hoặc là gia đình nhỏ. Còn nếu như đông rồi thì ngôi nhà này nó cũng không có quá rộng rãi để tập phòng ngủ. Và trả lại bên ngoài là phòng khách. Và đây là đường vào.